bạn đã quay lại với kênh YouTube của The Beam House. Trong video này thì mình sẽ đi qua hai phần. Phần thứ nhất là mình sẽ nói qua một dự án dùng AutoCAD nó được hoạt động, được setup như thế nào. Và qua đó thì các bạn sinh viên, những người chưa làm dự án, chưa có kinh nghiệm thực tế thì mình sẽ hiểu được một dự án thực tế nó sẽ được setup như thế nào. Và tiếp theo thì mình sẽ nói về Revit nó được hoạt động ra sao. Revit làm sao để chúng ta có thể từ một cái model 3D chung cho rất là nhiều tầng như vậy, chúng ta có thể tạo ra được những cái mặt cắt, tạo ra những mặt bằng theo ý mình mong muốn. Thì mình nghĩ đó là những cái mà người lần đầu tiên tiếp xúc với Revit thắc mắc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với dự án sử dụng AutoCAD đầu tiên. Như các bạn thấy trên màn hình thì ở đây chúng ta có cấu trúc mẫu của một dự án MVP. Và chúng ta sẽ có thêm một Xref. Xref là nơi chúng ta chứa những bản vẽ kiến trúc, kết cấu và title block. Những bản vẽ này sau đó sẽ được làm nền cho bản vẽ chính của chúng ta. Những hệ thống như HVAC, plumbing, wirefighting này nọ mình sẽ vẽ trên bản vẽ của mình với cái nền là Xref. Tiếp theo chúng ta có những folder riêng dành cho từng hệ thống. Giả sử như plumbing thì chúng ta có supply water và waste water. Có thể sẽ được chia làm hai folder như thế này, hoặc có thể chỉ là một folder chung cho cả hai hệ thống này. Và HVAC tương tự cũng vậy, chúng ta sẽ có folder riêng hoặc là sẽ để chung. Và trong một số trường hợp thì chúng ta chỉ có một loại bản vẽ khi mà hệ thống water side và air side nó combine lại không quá phức tạp. Và firefighting, ELV, electrical, ELV có rất là nhiều hệ thống ở trong đó. Electrical tương tự cũng như vậy. Và như các bạn nhìn thấy, mỗi folder con ở bên trong là mình tượng trưng cho một loại bản vẽ. Và sau khi vẽ xong hết tất cả rồi, chúng ta sẽ phải combine lại. Đối với những bạn đã đi làm rồi thì chúng ta không có lạ gì bản vẽ combine nữa. Nhưng đối với những bạn chưa đi làm thì bản vẽ combine là cái gì? Thì ở đây mình có một cái ví dụ, mình dùng Revit để tượng hình nó. Chúng ta sẽ chồng rất là nhiều cái bản vẽ lên trên nhau. Và từ đó chúng ta có được một bản vẽ gọi là combine. Ở trong ví dụ này nó chỉ là bản vẽ thiết kế chồng lên nhau thôi. Còn nếu đây là bản vẽ shop drawing thì các bạn sẽ không nhìn thấy gì hết. Do đó kiểm tra nó có lỗi gần như là một cái chuyện đương nhiên. Và ở đây mình đang mở một dự án Revit mẫu để các bạn hình dung. Và khu vực này là chúng ta chứa những cái bản vẽ tương đương với model bên AutoCAD. Và khu vực này là chứa sheet tương đương với bản vẽ sau khi đã link với title block. Và khi chúng ta click vào những cái view, chúng ta nhìn thấy những cái bản vẽ nó thay đổi. Các bạn thấy đó. Và khi mà bước vào 3D thì các bạn có thể hình dung một model Revit nó bao gồm rất là nhiều bản vẽ chồng lên nhau như thế này. Thì đây chỉ là để cho các bạn tự hình dễ hình dung thôi. Bây giờ mình mở một dự án 3D thực sự luôn. Và khi các bạn thay đổi những cái view thì các bạn cũng thấy ở đây mình cũng có những bản vẽ giống y chang như bản vẽ vừa nãy. Vậy thì làm sao để từ model 3D xuất ra được bản vẽ 2D? Thì các bạn sẽ hình dung xung quanh những cái tầng nó có những cái hình chữ nhật như thế này. Và mỗi hình chữ nhật nó sẽ chứa một cái tầng bên trong đó. Và từ đây chúng ta sẽ xuất ra bản vẽ. Ở đây mình có một cái hình chữ nhật nhỏ hơn để các bạn dễ hình dung. Các bạn sẽ nhìn thấy có một cái đối tượng 3D. Và khi chúng ta nhìn từ bên trên xuống thì nó sẽ đổ bóng xuống bên dưới và nhìn chúng ta sẽ có được cái mặt bằng. Tương tự như vậy thì khi chúng ta nhìn từ bên cạnh qua, chúng ta sẽ có được những cái mặt cắt. Và cái hình chữ nhật này nó được gọi là section box. Chúng ta có thể thay đổi được kích thước của cái section box này để tạo ra những cái mặt cắt khác nhau, những cái mặt bằng khác nhau. Và đây chính là cái ưu điểm lớn nhất của Revit. Mặc dù chúng ta làm 3D, nhưng mà khi mà các bạn sử dụng Revit cũng có cảm giác không khác gì so với AutoCAD cả. Các bạn làm việc hoàn toàn trên 2D. Và Revit hiện tại được ứng dụng rất là nhiều trong doanh dụng. Và không chỉ trong doanh dụng, Revit cũng đã được ứng dụng vào trong cả các lĩnh vực công nghiệp luôn. Khi làm dự án trên Revit thì chúng ta có thể sử dụng các phần mềm như Navisworks Solibri hoặc là dùng bản thân Revit luôn để hỗ trợ kiểm tra va chạm căn vương. Ngoài ra thì khi sử dụng Revit chúng ta có thể áp dụng những công nghệ như VR, AR để xem trước cái thiết kế của mình như thế nào, nhìn nó như thế nào trong thực tế. Và một trong những cái vấn đề khó khăn đối với những kỹ sư thiết kế đó là những dự án demolition mở rộng. Chúng ta không có những cái bản vẽ test build, và nếu chỉ có một số trường hợp là không chính xác thì chúng ta có thể sử dụng 3D scan model để xem lại dự án thực tế nó như thế nào để giúp cho thiết kế chính xác hơn. Nếu sử dụng Revit hợp lý thì chúng ta có thể tạo ra một dự án tốt hơn mà tiêu tốn ít nguồn lực, ít thời gian hơn.
Trong video tiếp theo thì mình sẽ nói về việc viết cụ thể hoạt động như thế nào, family như thế nào, template như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh. Thank you mọi người. Bye.